Hello, xin chào rồi. Mọi người, chào mọi người đã quay trở lại với channel của mình Hào Quang đây. Ok, clip ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau có thêm cho ứng dụng hỗ trợ kéo tâm Free Fire nha anh em nhé. Thì cái ứng dụng hỗ trợ kéo tâm Free Fire này thì có tên là Macro FFP1 nha anh em nhé. Thì lâu rồi thì mình không có được ra video, thì là do hiện tại lang thi mọi người nha. Hiện tại nó lang thi thế nên là mình không có được làm video cho anh em xem. Thì mình không rảnh, phải nói thế anh em ạ. Đấy, mình không rảnh. Ok, thì giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người nha. Link tải cái ứng dụng này mình sẽ để dưới phần mô tả nha. Rồi thì tại sao cái ứng dụng này mình lại giới thiệu cho anh em? Thì cái ứng dụng này nó có bíp hay không? Thì mình nói luôn với anh em là cái ứng dụng này là ứng dụng bíp nhất có thể nha anh em nhé. Cái ứng dụng này nó có thể bắn được giống như giúp anh em nhé. Thì đây là một số YouTuber mà họ câu view anh em ạ. YouTuber mà họ câu view này. Anh em cứ click vào cho mình nhé. Anh em cứ ấn vào đó. Ấn vào đó. Anh em có thể thấy hình nền mình chất. Ok, bây giờ ở đây thì anh em có thể thấy. Thì đây là những cái dòng độ nhạy nha anh em nhé. Dòng độ nhạy này anh em bật full max cho mình. Đó. Thì cái DPI này anh em chỉnh max này. Anti-lag bật hết lên cho mình. Ok nhá. Cái này anh em là dùng máy tính thì anh em bật, anh em dùng iPhone anh em bật. Ok, anh em ấn pause vào cho mình. Đó. Đấy thì nó còn có keo đấy anh em ạ. Đấy, keo, tốc độ keo ra này. Hay thực sự luôn. Thì tuy là mình không có vào game mình test cho mọi người xem ấy, thì mong mọi người thông cảm nha. Thì mình đã cố gắng muốn test cho anh em rồi nhưng mà không được anh em ạ. Nó lag quá. Ok, đây anh em ấn vào Antiban này. Anh em ấn vào dòng thứ nhất này. Rồi sau đấy anh em ấn Open Free Fire nhá. Ok, vậy là xong mọi người nha. Clip của mình tới đây kết thúc nha anh em nhá. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye bye.